nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, xử lý kiên quyết các trường hợp lái xe vi phạm trật tự an toàn giao thông và đơn vị kinh doanh vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô tại các tuyến đường tiếp nối với bến xe. Đội thanh tra giao thông vận tải quận Cầu Giấy đã tăng cường phối hợp với lực lượng công an, xử lý kiên quyết các lái xe khách vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn. Mới đây, đội thanh tra giao thông vận tải quận Cầu Giấy đã phối hợp với công an quận Cầu Giấy cùng công an các phường trên địa bàn đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn. Có mặt tại một chốt xử lý vi phạm trên tuyến đường Phạm Hùng, chúng tôi ghi nhận nhiều xe khách, xe hợp đồng bị xử phạt do vi phạm các lỗi chủ yếu như dừng đỗ đón trả khách, dừng đỗ sai quy định tại điểm xử lý vi phạm với nhiều lý do khác nhau, nhưng sau khi được giải thích tuyên truyền các lái xe đã nhận thức được lỗi vi phạm của mình. Được biết 6 tháng đầu năm 2023, đội thanh tra giao thông vận tải quận Cầu Giấy đã xử lý gần 200 trường hợp xe vận chuyển hành khách với tổng tiền phạt gần 1 tỷ đồng, tạm giữ gần 10 phương tiện vi phạm, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trên 60 trường hợp, phù hiệu xe hợp đồng, xe chạy tuyến cố định trên 30 trường hợp, tước tem giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn 5 trường hợp. Trên thực tế, vì lý do lợi nhuận kinh tế và hàng chục lý do khác nhau, do vậy các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực vận tải hành khách cũng ngày càng tinh vi. Nhằm trốn tránh việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, không ít trường hợp đã lợi dụng giờ nghỉ, giờ thay ca của lực lượng chức năng để lén vi phạm. Thậm chí, nhiều nhà xe đã bố trí người theo dõi, báo tin về địa điểm kiểm tra, xử lý của các lực lượng chức năng tránh bị kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa đội thanh tra giao thông vận tải quận Cầu Giấy và lực lượng công an quận, cũng như công an các phường, các trường hợp vi phạm đã bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.